Hôm nay mình xin giới thiệu vào bếp với món làm rất là đơn giản, đó là thịt lợn ướp ướp riềng mẻ rán xiên nhé, không nướng mà lại là rán. Đây là thịt lợn ngon nhé, thịt có cả mỡ nhé, cả mỡ và nạc. Cả mỡ và nạc rất là mềm. Đấy, xong mà xiên và khi xiên xong là mình không nướng, hôm nay là mình đổi món, tức là rán. Xiên chặt. Xiên chặt. Miếng thịt thái vuông nhá. Miếng thịt thái vuông xong là xiên chặt. Món ẩm thực này thì dễ làm, không phải than nướng nhất, ăn rất là ngon, ăn rất là ngon. Đấy, sau khi là thịt được ướp với cả riềng mẻ mắm muối mì chính đủ vị, hạt tiêu ớt ngon rồi, bắt đầu chiên cho vào chảo rán. Con chảo rán này rán một ít mỡ thôi, xong một ít mỡ. Đấy, ngon rồi. Đây là mình sợ mỡ nó bắn ra ngoài cho nên phải lót giấy báo xung quanh bếp, giấy báo xung quanh bếp để cho nó mỡ nó không bắn ra bếp, nó bật bếp. Đấy, ngon chưa? Miếng thịt bắt đầu vàng rồi bà con nhé, miếng thịt bắt đầu vàng rồi. Tuyệt vời luôn. Đấy nha, đây này, bắt đầu lật nha. Ồ, cháy rồi. Ồ, cháy rồi, đấy. Trông thôi nhưng mà nó chỉ cháy riêng thôi, còn rất là ngon nha. Cực ngon luôn. Bà con yên tâm. Mải quay quá cho nên là nó hơi bị cháy, không sao cả, rất là ngon. Đây nó cháy riềng. Mùa đông đang vào mùa đông giá rét mà có miếng thịt nướng riềng mẻ này ăn cực ngon luôn. Nữa là mỗi người một xiên nhắm rượu. Tuyệt vời. Mải quay quá cho nên nó không đảo được nên nó bị cháy mất. Rồi bởi vì là nếu mà thời tiết nó cho phép mà ở những nhà nơi rộng rãi thì có thể bắt bếp than hoa ra ngoài nướng quạt thì nó ngon. Thế ở đây mình không nướng kiểu đấy thì mình rán. Rán này được cái là nó chín đều, dễ làm, chín đều và nó ăn cũng rất là ngon, mềm, bởi vì cái mỡ nó không bị chảy ra cho nên là miếng thịt nó sẽ mềm. Đấy, nó lại cháy rồi mà còn nhanh lắm, lửa nọ nhanh lắm. Ở nhà là mọi người có thể tự làm cái món này như thế này, làm cái món gọi là thịt ướp riềng mẻ rán. Món này là trẻ em rất thích nhé, cánh đàn ông cũng rất là thích, có thể uống rượu. Đấy, còn cũng có thể là ăn cơm. Mình chuẩn bị khoảng 5 lạng thịt xong ướp xong xiên nướng. Thế nó có thể là có được một bữa cơm gia đình ngon nhẻ và ngon lành luôn. Thấy chưa? Ngon chưa? Đấy. Tuyệt vời luôn nha. Đây.
Ngon quá. Rán vàng ngon quá. Ai cũng muốn ăn thử không? Wow. Ngon quá bà con. Nhưng mà một khi mình lần tôi làm vàng lắm. Cái giềng nó bị cháy rồi nha, còn rất là ngon. Mọi người xem ẩm thực gia đình của mình nếu thấy hay thì ấn vào đăng ký và chuông bên cạnh để ủng hộ mình với nhá, để mình sẽ tiếp tục làm các video khác nó hay hơn. Và nhớ comment và viết ý tưởng ở dưới để mình sẽ tiếp thu và sẽ làm những video khác nó hay hơn. Cảm ơn các bạn.